Bây giờ các thầy đang chuẩn bị trang phục để làm tiếp theo lễ gì ấy thầy ơi? Tiếp theo chuẩn bị ánh cầu bà Sam đây. Ánh cầu á? Ánh cầu bà Sam. Ánh cầu bà Sam à? Giờ là khoảng 7 giờ kém nha, tối cho các bạn nha. Nó như nào? Thầy vừa bảo gì cô? Thầy vừa bảo gì? Thầy nói. Thầy vừa bảo là gì? Ánh cầu bà Sam là như nào? Đây khán giả đây rất là đông đây. Ngoài kia khán giả đông lắm rồi kia kìa. Đấy. Cúc cầm hộ cháu cái điện thoại để cháu nói. ก็ได้กันอยู่นะเจ้าขอเนี่ย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 
Kiểu như là cái bồ hộ mệnh nhỉ? Trông trời. Trông trời. Trông trời. Đóng hết mực luôn. Hôm nay đóng hết mực luôn cho mọi người. Tôi chơi mẹ lăng mình ăn khoan đến lượt lần lượt từ từ rất là đông như vậy nhờ. Rất là đông người sờ xếp hàng để đóng dấu vào quần áo cho nó may mắn. Mất bừng bì không à? Mình muối.
màu ấy nhà nói vậy đang chậu nó đen trời. Màu này trùng màu à? Trùng màu à cô? Trùng màu rồi. Phải có màu đen nữa nhờ cô nhờ. Màu đen thì cho vải màu mới thấy. Có bên vừa áo phục thảo long man luôn xuân cái tháng này tuổi nào biết tiền như cái tiền nó áo kèm mà áo màu áo mà phúc không ở trường mà làm thầu à phúc ăn kén thì khổ có chọn này phúc thì biết tiền có phúc thật cái nhân bản chưa phúc không hay là hết mực rồi hết mực chưa à, vẫn còn màu đỏ nhé. Từ từ ghẻ nó mới để ghẻ ta. Nhanh nhanh cái ảnh tướng mà đi thói lắm. Nhanh nhanh quá, nhanh nhanh thói này. Đi xe vào đi, các thầy ngồi kiểu đi. Đúng rồi. Các thầy ngồi kiểu đi. Ôi, bên đảo ơi, đi ủa đồng thế